Đời em có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng em sẽ không bao giờ quên hai thứ, đó là gia đình và mối tình đầu của em. Thì ra không có mấy người tôi vẫn sống được, mưa chưa có trôi được. Em phải đo coi người ta có giống với người cũ hay không. Phải giống với người cũ. Người ta sẽ không giống, em sẽ không tìm được một ai giống với người cũ. Rồi mình quen vậy người ta không giống như người cũ của mình như thế nào. Người ta sẽ không có sự dịu dàng, không có sự bao dung với mình. Thì lúc đó mình còn phải làm gì cho mối quan hệ này? Và em cảm thấy là ôi mệt mỏi quá, bỏ qua đi, mình còn những thứ khác để nghĩ lắm. Vậy mối tình đầu của em nó còn không? Không. Nó không còn nữa, nó tan vỡ. Nhưng em vẫn lớn thế thôi. Vậy thì nếu như em đến với mối tình thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ n, dù nó có dừng lại đi chăng nữa, theo đúng với cái nỗi sợ của em, chắc chắn em vẫn lời mà. Anh không phải là người kia. Nếu thời gian quay ngược trở lại, mình đồng hành với người đó không? Chị không dùng từ yêu. Có, em chưa bao giờ hối hận về khoảng thời gian đó. Mình có mong muốn quên người ta trong tương lai không? Em chưa bao giờ mong muốn là em quên họ. Và câu chuyện tuần này của chúng ta cũng đã sẵn sàng với sự xuất hiện của nhân vật. Còn các bạn đã sẵn sàng để lắng nghe câu chuyện của chúng tôi chưa? Dưới ánh đèn thì chúng ta cũng mơ hồ nhận ra nhân vật tuần này là một cô gái. Chào em. Dạ, em chào chị ạ. Em muốn kể chuyện của mình trong cái không gian như thế này, hay em muốn đèn sẽ sáng hơn? Dạ, em muốn kể chuyện trong một cái không gian như thế này ạ. Vì sao? Điều gì làm cho em trở nên ngần ngại và nghĩ rằng là mình cần một cái ánh sáng ở mức độ này thôi? Em nghĩ là em chỉ muốn mang một cái câu chuyện của mình đến với mọi người, và em không muốn mọi người biết em là ai. Chương trình sẽ rất là tôn trọng em về cái điều này. Vậy thì bây giờ mình sẽ đến với khán giả của mối tình đầu. Mọi người đang rất là sẵn sàng chờ đợi câu chuyện từ em. Mối tình đầu của mình xuất hiện trong cuộc đời của mình ở khoảng thời gian mình bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu của em là xuất hiện trong cái khoảng thời gian là em học lớp 10. Lớp 10. Dạ. Chúng ta đã gặp rất nhiều tình đầu ở thời niên thiếu mọi người hả? Cũng rất là dễ hiểu, bởi vì đây là một cái giai đoạn mà trong sự phát triển tâm lý thì chúng ta bắt đầu biết đến cảm xúc giới tính. Chúng ta có những cái rung cảm với nhiều người bạn khác giới. Như vậy thì câu chuyện đó nó cách thời điểm hiện tại là bao nhiêu năm? Em chấm dứt mối tình đầu của em là em năm nhất đại học 2018, đến nay là đã 4 năm. Như vậy thì cái lúc mà mình bắt đầu tình đầu thì phải cộng thêm 3 năm nữa. Có nghĩa là 7 năm về trước. Ký ức của 7 năm về trước nó còn rõ không? Cuộc đời em có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng em sẽ không bao giờ quên hai thứ, đó là gia đình và mối tình đầu của em. Thông thường với những cái ký ức đậm sâu như thế này, nó sẽ rơi vào một trong vài những cái trường hợp, đó là vì nó quá đẹp, nó quá ý nghĩa. Nhưng rất tiếc nếu như nó lại rơi vào nhóm nguyên nhân thứ hai là nó quá tổn thương. Vậy thì bây giờ mình quay về 7 năm về trước. Thế thì với cái người bạn này, với cái mối tình đầu của mình, thì cái sự kiện nào diễn ra giữa mình với họ để mình biết rằng với người này không thể là một cái cảm giác bình thường được? Em và bạn này là chơi với nhau từ lúc rất là nhỏ luôn, thanh mai trúc mã, cho đến một giai đoạn là lên cấp 3 thì em vào một cái trường trung học phổ thông. Thì trường đó sẽ có một cái buổi gọi là học sinh phải tự định hướng tương lai cho mình. Thì lúc đó em có nói với bạn đó là em không có định hướng gì cuộc đời em. Tại vì ngày xưa em chỉ suy nghĩ rất là đơn giản là em đi học cho ba mẹ em vui thôi. Cái giai đoạn đó thì bạn đã nói với em một cái câu là nếu như mà bà mà không biết là bà có định hướng như thế nào thì bà nghỉ học, phải đừng đi học, tốn tiền ba mẹ lắm. Và lúc đó em phản ứng rất là kịch liệt. Sao phải nghỉ học? Thì bạn nó mới nói là thôi bây giờ cứ học đi, để xem là mình thích cái gì thì mình được chuyển trong năm 11 và 12, chứ người ta không bắt mình quyết định ở năm lớp 10 không. Từ lớp 10 cho đến hết những năm cấp 3, em nghĩ đó là một cái người đồng hành đầu tiên trong cuộc đời của em. Và là một cái người mà khi mà em ở bên cạnh họ, em không cần phải suy nghĩ là mình cần phải làm gì và mình cần phải đi đứng nói năng như thế nào. Vậy thì tại sao em ấn định đó là tình đầu mà em không bị vướng mắc vào những cái hoài nghi khác rằng đây có thể là một cái tình bạn thân? Ngày sinh nhật của em vào năm lớp 10 thì bạn có nói là mình không có gọi là yêu nhau nam nữ này nọ, nhưng mà muốn tìm hiểu em thử. Thì em lúc đó em cũng suy nghĩ vô tư, ủa thì mình chơi với nhau thì mình tìm hiểu nhau thôi. Em cũng không có suy nghĩ đến việc là sau này em sẽ lập gia đình hay kết hôn với bạn này như ở cái thời điểm hiện tại. Ngày xưa trước khi mà em chưa gặp bạn, em chỉ chơi với bạn, em được mệnh danh là công chúa. Bởi vì ba em rất là thương em. Lên cấp 3 lại bắt đầu đi có cái chiếc xe 50. Khi mà xe em hết xăng, ba sẽ đổ. Cái ngày hôm nay em mới nói với bạn đó là hôm nay xe của mình hết xăng rồi thì đổ cho mình đi. Bạn đó bảo là cái việc cơ bản như vậy thì mình phải biết tự làm. Cái đó là kỹ năng sống chứ cái đó không phải là cái trách nhiệm của ai hết. Lúc đó em cũng kiểu dạng giỏi không? Em rất là giỏi luôn. Xong rồi em nói là ủa cái việc nhờ đi đổ xăng thôi mà, chứ đâu có kêu là vô tiệm xăng ăn trộm ăn cướp gì đâu mà phải như vậy, không làm được. Vậy bảo sao mình là người sống trách nhiệm. Xong rồi bạn mới nói là thì bây giờ đi đến cây xăng đi, rồi chỉ cho cách mở cốp xe, dặn cái nắp xăng đổ như thế nào. Em cũng có tình cảm với người ta nên em mới chịu thay đổi con người em. Nhờ cảm xúc của mình kiểm nghiệm trên cái cảm xúc của mình thấy cái sự tự nguyện của mình dành cho cái việc thay đổi đó, nên là mình đặt tên cho cái mối quan hệ đó là tình đầu. Đúng rồi. Sau cái tuyên ngôn mà bạn ấy với em xác định với nhau là ê thôi bây giờ hai đứa mình tìm hiểu nhau thử đi, thì cái sinh hoạt trước đó với sau cái lời tuyên ngôn đó thì em thấy cái gắn kết của hai đứa nó có cái gì thay đổi không? Nó có rất là nhiều thứ thay đổi của hai đứa luôn. Ví dụ như ngày xưa là bạn là một người rất là ghét đọc sách. Mỗi lần bạn cầm cuốn sách lên là bạn sẽ ngủ. Thì em với bạn sẽ đưa ra với nhau một cái quy định. Bạn là người thích nấu ăn thì ok, em sẽ về nhà em sẽ tập làm từ từ những công việc nấu ăn. Thì trong giai đoạn đó bạn phải đọc cuốn sách đó để nói lại cho em ý nghĩa của cuốn sách đó. Bạn là một người rất là thích chơi game, nhưng mà em thì lại rất là ghét con trai chơi game. Ngày xưa chơi bạn bè với nhau thì em cũng không có nói nhiều, tại vì bạn chơi là chuyện của bạn, còn mình không chơi được thì thôi. Nhưng mà sau này khi mà em nói với bạn là em không có muốn là bạn chơi game nữa thì bạn cũng thay đổi và như là bạn bỏ game luôn. Có cái điều gì ở bản thân em lúc đó mà để thay đổi nó đối với em đó là một điều rất khó, và thực sự từ trước giờ mình nghĩ là mình không bao giờ muốn thay đổi, nhưng mà vì quen cái người đó mà mình làm điều đó tự nguyện, mặc dù rất khó khăn nha. Đó là vào bếp. Cha em, nội em và mẹ em thì không muốn cho em bước chân vào bếp. Em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ vào bếp mình làm. Thì bạn nó có nói với em là mình cứ học nấu ăn đi, mà không có phục vụ cho ai hết đó, mình phục vụ cho chính mình thôi. Ví dụ mình đói bụng thì mình sẽ tự chủ động đi nấu đồ ăn cho mình không cần phải phụ thuộc vào người khác và không phụ thuộc vào khẩu vị của người khác. Nghe có vẻ như các bạn đã trưởng thành rất là nhiều nhờ cái mối quan hệ này, nhờ cái cuộc tình này. Tuy nhiên, một cái mối quan hệ mà nó đến vào năm lớp 10 được phát triển từ một cái quan hệ tình bạn nó quá lâu. Thông thường thì các bạn trẻ mà trong trường hợp này cũng hay bị hoài nghi lắm. Hai đứa có một cái sự thuận lợi rất lớn là mình rất dễ ngụy trang nếu trong trường hợp phụ huynh ngăn cản, tại vì là bạn thân mà. Nhưng mà thực tế thì xung quanh mình cái sự ủng hộ dành cho mối quan hệ tình yêu của mình với bạn ấy nó có không? Mẹ em và mẹ bạn ấy, hai gia đình đều lầm tưởng là hai đứa tại chơi thân với nhau thôi, và bạn bè xung quanh thì biết, nhưng mà gia đình thì chỉ biết là chơi thân với nhau, nhưng mà thầy cô thì vẫn biết là hai đứa quen nhau. Phản ứng của thầy cô như thế nào? Thật ra là ngày xưa khi lớp 10 thì em học một thầy dạy ngữ văn, thầy biết về hai đứa và thầy cảm thấy là nó không có xấu đến nỗi, tại vì hai đứa sẽ cùng tốt lên với nhau. Như vậy là coi như những cái giông gió bên ngoài á, là mình gặp cũng không có nhiều. Vậy thì bây giờ vấn đề nó thuộc về nội tình. Thường tình đầu nó sẽ kéo theo đó là sự lúng túng về hành xử, tại vì chưa yêu lần nào mà. Thế thì trong cái lúc mà các bạn quen nhau thì có những cái tình huống mà ở đó thực sự là do sự trẻ trâu, nó làm cho hai đứa đôi khi đã phải có những cái cơn tức giận hoặc là những cái hành xử mà nó không có hợp lý, có không? Cái người mà hành xử không hợp lý là ở em. Khi mà em không thích cái gì đó ở bạn đó thì thay vì em sẽ chọn một cách nói chuyện nhẹ nhàng, không, em sẽ la làng lên, em sẽ giỏi lên, em sẽ giận lên, và em sẽ cắt đứt hết tất cả mối liên lạc, sẽ làm nư làm nết lên, đúng rồi, đùng đùng vậy đó, đúng rồi, làm đùng đùng lên. Thì bạn lúc đó thì bạn cũng chỉ là im lặng. Cái câu hỏi mà mỗi lần em xảy ra mâu thuẫn bạn ấy hỏi là không có miệng, không biết nói lại à, thì bạn đó sẽ không nói gì hết. Rồi ngày hôm sau bạn ấy nói là khi nào hết giận rồi thì nói, chứ lúc đó đang đùng đùng nói vô thì cũng đâu có nghe đâu mà nói làm gì. Em nhìn thấy cái sự im lặng của đối phương đó, em khó chịu không? Em rất là khó chịu. Lúc đó cảm giác của em là em muốn bạn đó phải như thế nào. Nếu mà có một cái nút bấm cho bạn đó ra khỏi cái vũ trụ này thì em sẽ bấm liền cho bạn đó đi ra, năng suất luôn. Kiểu như mình nói quá trời nói luôn mà người ta ngọt mặc định là muốn nói gì nói xong rồi thôi, ta không có nghe, không biết là ta có để vô đầu người ta không vậy đó. Và điều đó làm cho mình rất là ức chế. Đúng rồi, em có một cái tật là em la xong em bỏ đi, em không ở đó giải quyết vấn đề. Bạn bắt bạn phải chạy theo, và bạn nói là bạn sẽ không bao giờ chạy theo em nếu như em còn cái tính đó nữa. Có bao giờ bạn đã thực hiện cái lời nói đó không, khi mình chưa kịp sửa cái tính đó? Dạ có. Cái năm đó là cuối lớp 12, khi là thi trung học phổ thông quốc gia xong thì đi ra trời mưa rất là to. Sao em nói với bạn đó là em không... Là lớp 12 rồi đó, là yêu nhau 2 năm rồi đó. Đúng rồi, em mới nói với bạn đó là mưa to nhưng mà em nói là em phải chạy về, tại vì ở nhà để ba mẹ lo. Bạn nói là trời mưa thì hết mưa rồi về, không có gì là phải gấp cả. Xong em nói là không gấp, nhưng mà ở đây thì gấp. Lúc đó em bị một cái trạng thái là em bị lo về cái bài thi của mình nữa, cho nên là em đi về. Thì bạn nói là đi về thì đi đi, chứ ở đây sợ ướt lắm, không có cố chấp. Xui một cái là em đi về dọc đường thì xe của em hết xăng. Ủa sao cái xe suốt ngày nó ăn rồi hết xăng biết bé. Thì lúc đó là em đi thi thì em có mang theo một cái điện thoại, nhưng mà em không gọi. Em quyết định là em dắt bộ cái xe của em tới dưới cây xăng trời mưa. Đúng. Và em nói trong lòng mình là thì ra không có mấy người tôi vẫn sống được, mưa chưa có trôi được. Và đến độ là em tới tiệm xăng đó, em đổ xăng xong với vẻ mặt là rất là vui, rất là tự hào luôn á. Không có mấy người tôi vẫn sống được. Và em đi về em cứ vậy đó. Xong rồi ngày hôm sau em cũng rất là vô tư, em đi chơi với bạn bè em và em cũng không thèm nói gì hết. Nhắn tin cho em xin xong em để đó, em không thèm trả lời, không thèm nói gì hết. Làm cho đã nư vậy đó. Đúng rồi. Rồi cái nư đó đến khi nào? Thi xong thì vài hôm sau là sinh nhật của em. Em nói bữa nay mà không chúc mừng sinh nhật đi để thấy cái cảnh. Không chúc mừng luôn chị, không chúc mừng luôn. Em tức, em hỏi ủa bữa nay có nhớ là sinh nhật không? Nhớ nhưng mà không muốn nhắn, tại vì nhắn không ngày người ta cũng đâu có trả lời đâu. Người ta không có tôn trọng mình. Bạn nó nói là cái sự nhẫn nại của bạn đó dành cho em nó sắp hết rồi, nếu như em không chịu thay đổi cái tính của em cần phải lắng nghe người ta nhiều hơn. Đôi khi cái sự nóng nảy của em nó sẽ mang đến cho người ta một cái tâm lý là ta không muốn nói chuyện với em luôn, và cái đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Vì sao mà bạn nó hy vọng là em sẽ thay đổi? Thì em nói ok, thay đổi thì thay đổi, nói chuyện lại đi. Và sự lúc đó em không có giận bạn nói nhiều, nhưng mà tại vì em cũng chỉ muốn làm để cho đã cái nư của em thôi. Đó là những cái trải nghiệm mà mình thấy là dù có cố gắng cách mấy thì bản thân mình cũng chưa thể tròn trịa được trong một cái mối quan hệ đầu đời, đúng không? Đến cái thời điểm nào thì tình đầu nó buộc phải được sắp xếp lại đỉnh điểm để các bạn sẽ phải nói lời dừng lại. Tụi em bắt đầu là từ sinh nhật của em năm lớp 10 thì nó sẽ kết thúc vào sinh nhật của em năm nhất em học đại học. Có nghĩa là cái lần sinh nhật mà năm lớp 12 là thực ra là vẫn qua được, được cái ải đó. Nhưng mà khi các bạn vào đại học thì có vẻ như mình bắt đầu rời nhau ra. Em nói với bạn là nếu như bạn chọn môi trường ở chỗ đó thì em sẽ ở một môi trường khác, để hai đứa sẽ ở hai môi trường khác, sẽ biết được cái môi trường là như thế nào, sẽ có vấn đề để nói với nhau, sẽ hiểu hơn. Chứ bây giờ hai đứa chung một môi trường thì biết là nó sẽ bị chán. Thì bạn quyết định là ở lại quê, còn em thì quyết định lên Sài Gòn để học. Thì thật ra là nguyên một cái năm nhất em lên đây học thì mà hai đứa vẫn liên lạc với nhau. Bỗng một ngày là tới sinh nhật em, kiểu vậy. Mấy năm qua thì tới sinh nhật mình thì luôn lúc nào cũng có bất ngờ. Thì hôm đó là em về quê, ngồi đợi hoài không thấy qua. Em đợi tới tối cũng có thôi, em nói là thôi chắc là bận rồi. Em đi vô thì em có nhắn tin thì cũng không được. Thì lúc đó phát hiện ra là bạn đã chặn hết tất cả mọi cái sự liên hệ của em với bạn rồi. Có một cái dấu hiệu nào đã báo trước cho chuyện đấy không? Những cái ngày hôm trước em nói là em sẽ về quê đón sinh nhật cùng bạn. Thì bạn nói về thì cứ về đi. Bình thường nếu mà em nói về quê thì bạn sẽ hỏi là về chuyến xe mấy giờ để bạn ra đón. Lúc đó em đã thấy đó là vấn đề chưa? Chưa luôn. Thì mình nghĩ bình thường. Em nghĩ bình thường thôi. Chứ ngày sinh nhật em một hôm nữa thì bạn thân của bạn đó có nói với em là mày ơi, nếu như mà sinh nhật của mày á mà sau này không có thằng bạn của tao thì tao nghĩ nó cũng vui vẻ bình thường thôi, không có người này thì có người khác hả mày. Em tính đâu là nó giỡn với em mới nói là trời bình thường mà, không có người này thì mình sẽ có người khác vui hơn. Em cũng không có suy nghĩ nhiều cho đến khi tối hôm đó em không nhắn tin được. Em có nhắn tin cho thằng bạn của bạn đó thì bạn của bạn đó nói là nó bận, khi nào nó hết bận thì nó sẽ nhắn tin lại cho mày. Mà cái tính của em á, khi mà em muốn tìm một người nào đó mà em tìm không được á, em phải tìm mọi cách để tìm được người đó, lật tung cả thế giới làm đào người đó lên. Em gọi cũng không được luôn. Thì thằng bạn đó cũng khuyên em là hãy để mọi thứ nó im lặng đi. Rồi đâu có khóc không? Thật ra em khóc như mưa. Em tức, em bắt xe lên lại Sài Gòn và em tiếp tục khóc. Nguyên một tháng đó em khóc đến nỗi mà mắt em không còn muốn là không thấy đường nữa. Vì sao mình khóc khi mà mình vốn là một cái người mà cũng từng có những cái nết mà không có mấy người tôi vẫn ổn. Mình cũng đã từng trả lời cho cái câu mà cái người bạn kia nói rằng là có thể là mày phải một mình, thì mình cũng rất khẳng khái là ừ thì có sao đâu, không có người này có người khác. Vậy thì cái gì nó dồn lại, nó chất chứa lại để rồi mình có đủ nước mắt để khóc trong một tháng. Cái thứ nhất là cái sự tức trong người á. Tại vì đối với em, trong một mối quan hệ dù là bạn bè hay là tình yêu, thì khi mà ai đó muốn không liên lạc với em, muốn rời xa em, muốn không còn mối quan hệ đó với em thì chỉ cần nói với em thôi, em sẽ có một cái lý do để em chấp nhận. Còn cái này em không có một cái lý do gì để em chấp nhận. Em ấm ức vì người ta không đối diện với em để nói cái điều đó. Đúng rồi. Và cái sự ấm ức đó nó kéo dài từ mối tình đầu tới mối tình sau luôn. Và một phần nữa là cái người mà mình nghĩ là sẽ không bao giờ mất á, thì bỗng một ngày họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình một cách đột ngột, một cách rất là đột ngột. Và mình lúc đó là kiểu dạng như là mình sẽ có sự chuẩn bị, nhưng mà cái này mình không có sự chuẩn bị nào hết. Sáng thức dậy một ngày trải qua tự nhiên không liên lạc được với nhau, nó rất là đột ngột. Em suy nghĩ là không biết là bạn có chuyện gì hay không, bạn có vấn đề gì hay không. Trong một tháng đó mình có đưa ra hàng loạt những cái lý do là nếu như bây giờ buộc phải chia tay thì cái lý do chia tay là gì không? Bởi vì bên kia người ta không có nói. Từ nhỏ đến lớn ba em có nói một điều là sau này khi mà em quen một người nào đó, cái đầu tiên là cái người đó phải có bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây không phải là làm việc to việc lớn gì hết, phải đối diện với những cái vấn đề của hai người. Thì trong lúc em khóc đó em suy nghĩ là thôi bỏ đi, tại vì vốn dĩ là người ta đã không có bản lĩnh, không có đủ sức mạnh để đối diện thì bỏ đi, còn trẻ con quá mà. Em cứ dịnh vào cái lý do đó nhưng mà em vẫn tức nha, mình có lý do nhưng mà mình vẫn tức, kiểu như mình ấm ức lắm. Khóc xong một tháng thì cảm giác chưa đủ. Đến thời điểm hiện tại bây giờ cũng vậy á, dù trải qua nhiều cái mối tình thì khi mà nhắc về mối tình đầu của em dù cho sau này cũng vậy thì em vẫn khóc. Vì một cái lời giải nó không có, vì hàng loạt câu hỏi nó không được hồi đáp. Không, vì một lý do khác. Là vì gì? Sau một tháng đó thì bạn có quay lại và nhắn tin hẹn em. Quay lại chủ động. Đúng rồi, nhắn tin hẹn em đi cà phê. Em vẫn vui vẻ để đi ra gặp bạn đó thôi. Thì cái lý do bạn đó nói là bạn đó không chấp nhận được sự thật này, bạn đó không muốn em biết sự thật này, và bạn đó muốn là em cứ hoài nghi bạn đó đi thì em sẽ dễ chịu hơn. Thì em nói biết quen biết nhau mấy năm thì cũng phải biết là cái tính là biết được thì mới buông bỏ. Thì bạn đó mới nói là tại vì hai đứa là họ hàng với nhau, mẹ của bạn biết. Thì cái hôm đó là tin nhắn của bạn thì mẹ của bạn cầm điện thoại vô tình thấy và hỏi bạn, rồi nói với bạn thì bạn có định sẽ nói với em, nhưng mà bạn thấy cái điều đó nó tàn nhẫn với em quá, nhưng mà bây giờ không nói thì em vẫn không chấp nhận. Bất ngờ nước mắt của em tự động khóc. Nhưng vì sao mẹ bạn ấy biết mà mẹ em không biết? Thật ra là mẹ em là một người gọi là thương con mình quá, và người phụ nữ rất là cần sự cảm thông. Thật ra là mẹ em chưa bao giờ cởi mở em trong vấn đề tình yêu cả. Tức là mẹ không ngồi nói chuyện với em về những vấn đề riêng tư, về những mối quan hệ yêu đương của em. Mẹ em đưa ra hẳn quan điểm luôn là mẹ em muốn là em sau này trở thành một người chỉ cần độc lập về tài chính, có nghề nghiệp ổn định về không mà cần không cần kết hôn. Đúng, không cần kết hôn. Bởi vì mẹ em sợ sự ngoại tình trong hôn nhân, sợ em phải khóc vì mẹ chồng và vì chồng. Mẹ em toxic đến độ là khi mà em tiếp cận một người, em chơi thân với một người con trai nào đó là mẹ em luôn dè chừng. Em nói là mày chơi với con gái không được thì mày phải chơi với con trai, tao thấy thằng đó không có được đó. Điều này có nghĩa là ngay từ khi mấy đứa học phổ thông, mấy đứa quen nhau thì vốn dĩ mẹ em cũng đã không cảm thấy dễ chịu với mối quan hệ này. Mẹ em dễ chịu là bởi vì hai đứa bà con với nhau. Thì mẹ mà mẹ em lại không nghĩ là hai đứa đang quen nhau. Đúng rồi. Nhưng đến khi mẹ em biết hai đứa quen nhau rồi mẹ em vẫn im lặng. Thật sự em chưa bao giờ nói được câu chuyện này với mẹ em. Mẹ em thương em nhưng mà đôi khi cái thương của mẹ em nó làm cho em bị mệt. Mẹ em lúc nào cũng có một cái chuyện hết suy nghĩ là suy nghĩ của em chưa đủ lớn. Với gần như mọi bà mẹ thì con mình không bao giờ lớn. Em có nghĩ rằng là việc mình bật đèn lúc này nó sẽ là một cái cách để mình cởi giúp mẹ mình không? Nếu ở một góc độ nào đó, khi mà chị nghe em kể về câu chuyện của em, nhưng mà xuất hiện trong câu chuyện của em là một người mẹ đầy tổn thương và nhiều dính mắc, mà chính mẹ em có thể vẫn đang lúng túng với điều đó, vậy em có muốn bật đèn không? Em xin phép không bật đèn, bởi vì em hiểu vốn dĩ mẹ của em đã nói chuyện với mẹ em rất là nhiều lần, không phải về tình cảm, về công việc, về cái món đồ em thích mua thôi. Mẹ em sẽ có một cái chuyện ai là giận em, không chịu ăn, cũng không muốn nói chuyện với ai, cứ vào phòng đóng cửa lại như vậy. Em rất là sợ cái khoảnh khắc đó, thật sự đến bây giờ em rất là sợ cái khoảnh khắc đó. Vậy thì điều đó có nghĩa là bạn trai em nói đúng về lý do chia tay. Đúng. Vậy thì về bản chất, mối tình đầu của em không phải là yêu nhầm bạn thân mà là yêu nhầm anh em họ. Cái mối quan hệ họ hàng đó nó gần đến mức độ nào? Dạ là đời thứ ba. Mẹ em cũng hay nói với em là hồi đó hai đứa sinh chung một ngày luôn, nằm chung trong một cái bệnh viện luôn, chung một phòng luôn. Đến bây giờ thì đến cái ngày sinh nhật đó thì em vẫn, dù là trong mối quan hệ nào thì em vẫn muốn là gửi đến cái lời chúc sinh nhật cho bạn đó, và em vẫn gửi một cách rất là lịch sự. Nhưng mà bây giờ em lại sợ ngày sinh nhật của em. Vì nó lặp lại những cái điều đã diễn ra trong quá khứ. Sau đó em tốn bao nhiêu thời gian để em đối diện và chấp nhận cái sự thật đó? Em chưa bao giờ dám đối diện với nó. Nhưng mà em nghĩ là có những câu chuyện mình cần phải đừng đối diện với nó, hãy để nó vào đâu đó trong người mình thôi. Nhưng trong trường hợp đó thì em phải biết bọc giấy kiến lại, em phải biết khóa tủ lại. Đúng rồi, em bọc lại, em để nó ngăn tủ. Khi mà em bắt đầu một mối tình khác á, em sẽ lấy cái khuôn đó ra để em đo lên cái người kia. Vậy thì vốn dĩ chưa bao giờ em cất nó vô. Em thừa nhận là em chưa bao giờ cất nó vô, đến độ là em phải đo coi người ta có giống với người cũ hay không. Phải giống với người cũ. Người ta sẽ không giống, em sẽ không tìm được một ai giống với người cũ. Bạn bè của em cũng hay nói với em là làm sao mà mày tìm được một người giống như vậy được. Em có nghĩ rằng là vì mình chưa gặp được người thực sự mình yêu không? Bởi vì nếu như em gặp một người mà thực sự con tim em mách bảo thì em cũng sẽ không kịp nhớ đến việc là mình phải lấy cái khuôn cũ ra để mình đo đâu. Khi tiếp xúc với một người nào đó, em sẽ nói chuyện với người đó em rất là vui vẻ, cởi mở. Nhưng mà khi chị My bắt đầu mối quan hệ thì em lại sợ là ủa rồi mình quen chị lỡ mình kết thúc nữa rồi sao? Rồi mình quen vậy người ta không giống như người cũ của mình như thế nào? Người ta sẽ không có sự dịu dàng, không có sự bao dung với mình. Thì lúc đó mình còn phải làm gì cho mối quan hệ này? Và em cảm thấy là mệt mỏi quá, bỏ qua đi, mình còn nhiều thứ khác để nghĩ lắm. Đúng rồi, mình còn nhiều thứ khác để nghĩ lắm. Vậy thì bây giờ mình sẽ nghĩ lại về câu chuyện mình đã trải qua một tí. Muốn hay không thì tình đầu nó cũng đã dừng lại. Vậy thì nếu như mà nói về cái được đi, thì mình được cái gì từ cái tình đầu của mình? Em được cái suy nghĩ độc lập và em hiểu chuyện hơn. Hay gì đó gặp chuyện thì em sẽ la làng lên trước, thì bây giờ em sẽ cố gắng để lắng nghe người khác trước hơn. Đó là cái em được trong mối tình đầu. Vậy mối tình đầu của em còn không? Không. Nó không còn nữa, nó tan vỡ. Nhưng em vẫn lớn thế thôi. Vậy thì nếu như em đến với mối tình thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ n, dù nó có dừng lại đi chăng nữa, theo đúng với cái nỗi sợ của em, chắc chắn em vẫn lời mà. Và em cứ nghĩ là em đã quên được tình đầu của em rồi. Nhưng không, ngày đó em với cái mối tình thứ hai cãi nhau. Em lỡ miệng em nói một câu là tại sao anh không nhường em giống như người kia. Đúng. Thì cái người đó lớn em tận 5 tuổi thì cái người đó có nói với em một câu là anh không phải là người kia, anh không phải là người kia. Và đó là cái câu chấm dứt cho mối tình thứ hai. Thật ra là cái mối tình thứ hai là cái bạn đó cũng kiên nhẫn với em lắm, cũng chịu thay đổi để trở thành một phiên bản giống như tình cũ của em, để em cảm thấy vui vẻ khi ở bên bạn đó. Em cũng cảm thấy hài lòng với việc đó. Nhưng mà có một số điểm thì nó sẽ không hài lòng. Có một cái giả định là bây giờ có một ai đó đến bên cạnh đời em và người ta deal luôn với em ngay từ đầu. Họ sẽ trở thành cái phiên bản của mối tình đầu mà em đã từng có. Và bây giờ em với họ sẽ bắt đầu một mối quan hệ, em đồng ý không? Em nghĩ là em sẽ đồng ý, nhưng mà cái mối tình đó cũng sẽ không được lâu dài với nhau. Vậy thì em đòi hỏi gặp lại cái người tình đầu của mình trong phiên bản của người khác làm gì? Khi mà em chấm dứt mối quan hệ thứ hai thì em có một người anh. Thì người anh đó có nói với em là sẽ không bao giờ tìm được người giống vậy. Và mình có sẹo rồi thì mình hãy chữa nó đi, mình đừng đập thêm nữa, nó sẽ đau thêm. Mình đi tìm người khác, mình cởi mở hơn. Và em cũng suy nghĩ là bây giờ nếu mà em tìm gặp một người khác thì người đó chỉ cần giống cái tình đầu của em khoảng 50% thôi là được rồi. Còn nếu như tìm không được? Em cũng không có đặt nặng vấn đề là em phải bao nhiêu tuổi phải quen và bao nhiêu tuổi phải kết hôn. Vấn đề của em không phải nằm ở tình đầu. Tình đầu đang được em sử dụng như một cái cớ để giải quyết tất cả những cái chướng ngại khác trong cái việc em không muốn tiếp nhận một mối quan hệ tình cảm, hoặc để lý giải cho sự thất bại trong những mối tình sau đó. Suy cho cùng á, nó mới kết thúc có 4 năm à. Người ta cần một đời để quên một mối quan hệ. Có điều là nếu như sử dụng cuộc đời của mình để đi quên một ai đó nó hơi phí. Đời quá nhiều việc để phải làm, đáng để làm. Chân ái của đời mình nhiều khi cũng phải tốn nhiều năm mới gặp được. Và em sẽ là một em khác. 1 năm nữa em sẽ là một phiên bản khác so với bây giờ. 2 năm nữa sẽ khác, vết thương của em nó sẽ kéo mài, nó sẽ liền sẹo. Và có thể em sẽ có những cái sự thay đổi ngay từ bên trong của mình. Chị chỉ muốn nói rằng là với câu chuyện của em ngày hôm nay, nó là một cái minh chứng cho cái việc là chúng ta rất là khó để đi tiếp về tương lai, vì những gì chúng ta trải qua và thuộc về nó chứ không chỉ riêng tình cảm. Trong câu chuyện của em là một vấn đề rất lớn từ người mẹ. Chúng ta không nói mẹ em sai, nhưng mà mẹ em có những vấn đề mà chính bản thân cô ấy chưa có giải quyết được. Mẹ em không thể vững chãi khi chính câu chuyện của mẹ em đang làm cho mẹ em cảm thấy chông chênh, thì em không thể dựa vào mẹ được. Chuyện tình của mình thì nó dừng lại 4 năm. Nó lại là một cái câu chuyện không thỏa đáng về lý do chia tay. Nếu như lý do đó nó thỏa đáng thì chị nghĩ dù cho bạn ấy đã từng chiều chuộng em cách mấy, bạn ấy đã từng yêu thương em như thế nào, nhưng thà là lý do nó đến từ hai đứa, nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy thuận lòng hơn, nhưng nó là nghịch cảnh. Vậy thì bây giờ một câu hỏi gần như là gần cuối: nếu thời gian quay ngược trở lại, mình đồng hành với người đó không? Chị không dùng từ yêu. Có, em chưa bao giờ hối hận về khoảng thời gian đó. Mình có mong muốn quên người ta trong tương lai không? Em chưa bao giờ mong muốn là em quên họ. Em chỉ mong muốn là em có thể suy nghĩ ít đi và tiếp nhận những cái điều mới hơn. Vậy thì điều đầu tiên mà em cần làm, nếu như em đã thực sự gật đầu nhận lời để ngồi ở đây, thì đây sẽ là một cái lời mà chị cũng tự cảm thấy là có thể mình hơi ảo tưởng sức mạnh, nhưng nó sẽ là một cái đề nghị mà chị hy vọng rằng em lưu tâm. Đó là quên đi cái con số phần trăm mà mình ước lượng rằng mình sẽ gặp lại cái hình ảnh của người tình đầu ở những người tình sau này, dù là 10% chứ đừng nói đến 50%. Quên được hay không tính sau, mình yêu được ai đó hay không tính sau, nhưng trước hết em phải bỏ cái số phần trăm đó đi. Gặp được ai tùy duyên, với họ là chính họ mà không cần phải đặt họ bên cạnh một ai đó trong quá khứ của đời mình. Chốt lại một điều: bật đèn không? Không. Em sợ cái gì? Bạn ấy cũng là một người rất là tổn thương, và đến thời điểm hiện tại thì bạn ấy vẫn tổn thương. Và em sợ khi em bật đèn lên, bạn ấy thấy em, bạn ấy nghe em kể lại những câu chuyện đó, thì vô tình em lại làm bạn ấy nhớ đến câu chuyện đó. Đó là vì bạn ấy. Còn vì ai nữa không? Vì mẹ của em. Em sợ mẹ em tổn thương hay em sợ mẹ em nóng giận? Cả hai. Bởi vì em biết là mẹ em tổn thương nhiều quá nên mẹ em mới sinh ra sự nóng giận. Vậy thì em sợ cái gì cho bản thân mình? Em chỉ sợ khi bật đèn lên, mọi người sẽ nhìn thấy là suy nghĩ quá ích kỷ, lúc nào cũng mang cái hình bóng nó để áp đặt cho những người xung quanh. Chấp niệm và ích kỷ. Đúng rồi. Chính em cũng nhận thấy điều đó. Trong cái nỗi sợ mà em sợ cho chính mình, em cũng tự phản tỉnh được rằng mình là một người rất là chấp niệm, mình cũng là một người không chịu buông bỏ. Thì chị hy vọng rằng là nhận ra vấn đề đã là một cái điều khởi điểm rất là tốt rồi. Từ cái việc mình nhận ra đó, chị hy vọng rằng em sau này sẽ có một cái sự thu xếp nó thỏa đáng hơn cho nội tâm của mình, cho suy nghĩ của mình. Mình xứng đáng để được sống một cuộc đời chất lượng mà, và nó mang đến cho em cái cảm giác hạnh phúc thật sự, chứ không phải là một cái cảm giác của cái sự chối bỏ hoặc là né tránh. Khi mà em chia sẻ câu chuyện của mình mà em rất là kiên định từ đầu đến cuối là em không có bật đèn. Như vậy thì cái tâm ý của em khi tham gia, em muốn gửi gắm gì cho khán giả đang theo dõi chương trình? Em đến đây thì em cũng chỉ mong thứ nhất là gửi gắm đến những người mẹ. Đôi khi cái tình thương của mình á, nó nhiều quá nó sẽ làm con mình bị ngợp trong đó. Đôi khi con của mình cũng sẽ có nhiều câu chuyện muốn nói với mình nhưng mà sẽ không bao giờ dám nói. Nên hy vọng là những người mẹ ngoài kia sẽ thương thì thương nhưng mà lắng nghe con mình hơn, cởi mở hơn. Một cái vấn đề nữa là em muốn nhắn gửi đến xung quanh em cũng sẽ có những người sẽ có mối tình đầu như em. Cũng có thể là họ sẽ chia tay những lý do khác nhau, nhưng mà em hy vọng là những cái cô gái ngoài kia, dù là mối tình đầu của bạn nó có như thế nào đi nữa, thì hãy bước qua và xem nó là một kỷ niệm đẹp. Cảm ơn em. Và đương nhiên rồi, những cái gì đã trải qua trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta không bao giờ xóa bỏ được, và hãy để nó trở thành một phần ký ức đáng giá để chúng ta có thể tự tin đi tiếp về tương lai.